À, em Hoàng chào anh chị nhé. Đây là tiếp tục series quay biệt thự Waterfall với em Hoàng này. À, nếu anh chị mà tâm tài chính mà luân quanh khoảng 10 tỷ á, muốn mua biệt thự Waterfall mà hàng chủ đầu tư, thì căn biệt thự ở đây, căn này là căn biệt thự đáng mua nhất. Ha. Đây. Để Hoàng cho anh chị coi thực tế căn này ha. Đây anh chị ha, đây là căn biệt thự với tầm tài chính là khoảng 10 tỷ. Đó. Lý do mà căn này đáng mua là nó một bên hông của nó này. Đây, căn này có một lối đi này, căn này gọi là căn bìa. Ha. Căn bìa. Đó. Đây, đây căn biệt thự của mình, căn này. Lối đi ra đó là khu clubhouse. Đó, đây, đây là khu clubhouse có là quán cà phê, có sân bóng, có hồ bơi ha, ở đó chỗ sinh hoạt cộng đồng á đó. Đó, còn đây là căn biệt thự của mình, căn bia. Ở căn này thì luân quanh 10 tỷ thôi, hàng chủ đầu tư thanh toán theo tiến độ. Có thêm một cái nữa là ở trước căn biệt thự của mình ha, là có một cái công viên. Công viên này thì vừa có chỗ đậu ô tô này, vừa có chỗ ngồi buổi chiều thư giãn này, chỗ chơi cho mấy đứa nhỏ này, hoặc là mình sẽ đi dạo bộ ở khu này. Đó, đây là công viên. Đó. Đó, và nhân vật chính của chúng ta là căn biệt thự này. Căn này là diện tích là 15x15 225 m². Đó, thiết kế là một trệt một lầu, kiến trúc là Nhật Bản. Anh chị cùng Hoàng đi vào xem thực tế ở trong căn này nhé. Đây. Cửa vào anh chị ha, chỗ này là mình làm phòng khách. Đó. Okay. Anh chị có thể làm bếp ở khu vực bên này. Đây là không gian từng một của căn biệt thự mình ha, hay gọi là từng trệt đó. Là khoảng không gian ở tầng trên. Trên thì chủ đầu tư đã đổi như thế này. Đó, căn này thì có hai ban công, một ban công ở đây. Ở bên này mình làm cái phòng ngủ thì ở đây có ban công luôn. Đó. Căn này diện tích sử dụng cả hai sàn thì có 204 m² thôi. À, diện tích vừa phải. Căn này thì phù hợp với những anh chị mà tầm tài chính luân quanh khoảng là 10 tỷ thôi ha, mà muốn mua hàng chủ đầu tư. Đó, ưu điểm là nằm đối diện công viên, bên hông là có một lối đi gọi là căn bìa rất là thoáng. Mà hàng ở đây là hàng chủ đầu tư, anh chị quan tâm liên hệ em Hoàng nhé. Em cảm ơn anh chị ạ.